Hello và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Clip này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách mà các bạn cài đặt hack Roblox, hack Barfoot mới nhất trên điện thoại, hack phụ trợ đăng tiếng Việt, hack trên Clean Delta nha các bạn. Clean Delta các bạn. Thì mấy hôm trước mình có mang đến cho các bạn Clean Delta nhưng mà nhiều bạn chưa biết cách cài đặt hack trên Clean Delta, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nha các bạn, và hướng dẫn cho các bạn toàn là chức năng tiếng Việt luôn. Đây, như các bạn nhìn thấy này, toàn là chức năng tiếng Việt luôn này các bạn này. Phụ trợ đăng VIP luôn, tộc V4 sự kiện là biến các kiểu đầy đủ luôn nha các bạn. Rất là ngon luôn nha các bạn. Link cái bản menu tiếng Việt này mình cũng để bên dưới phần mô tả bình luận cho các bạn nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách mà các bạn cài đặt chi tiết nha các bạn. Đây là các bạn lưu ý là các bạn phải xem hết video để các bạn biết cách chi tiết nha các bạn. Không là các bạn cứ tua là các bạn làm sai bước gì là các bạn không làm đâu. Lưu ý cho mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn nha các bạn. Ok, đầu tiên các bạn gỡ cài đặt Roblox trên máy của các bạn đi. Gỡ cài đặt đi cho mình. Sau khi các bạn gỡ cài đặt thành công xong, các bạn lên cho mình YouTube. Đấy, các bạn vào kênh Min Gaming của mình nha các bạn. Và các bạn gõ kênh Min Gaming ra, sau đó các bạn ấn vào phần video nha. Đây, phần video này. Sau khi ấn xong phần video xong thì đấy, mình có đăng cho các bạn rất là nhiều video, rất là nhiều bản hack. Thì các bạn cứ ấn vào mấy cái video mới nhất cho mình nha. Đây, mấy video mới nhất này. Đó, ok, mình sẽ ấn vào một video này. Sau khi ấn vào cái video mới nhất xong thì các bạn ấn vào phần mô tả này. Các bạn ấn vào đây này, để cho nó hiện ra cái phần mô tả lên này. Đấy, phần này phần mô tả này. Sau đó các bạn nút thêm cho mình nha các bạn. Ok, thì một bước rất là quan trọng đó chính là các bạn cần phải biết cách vượt link. Các bạn phải biết cách làm nhiệm vụ vượt link để các bạn có thể lấy được cái menu hack và cái clean hack nha các bạn. Thế thì nếu mà các bạn nào vẫn chưa biết cách vượt link thì các bạn xem video này nha. Đây, hướng dẫn vượt link để lấy clean hack và script hack này các bạn này. Các bạn nào vẫn chưa biết cách vượt link để lấy thì các bạn xem video này. Ok, sau khi mà các bạn đã xem video đấy xong thì các bạn đã biết cách vượt link rồi. Thì bây giờ các bạn cần chuẩn bị cho mình hai thứ để các bạn có thể hack được. Đó là clean hack và menu script hack. Thì clean hack để làm gì? Clean hack nó là Roblox các bạn. Đó, thì clip này mình hướng dẫn cho các bạn là cái clean delta này các bạn này. Đây, clean delta Roblox. Thì đầu tiên các bạn phải tải cái clean delta Roblox này về trước nha các bạn. Ok, các bạn ấn vào đường link cho mình. Sau đó sau khi ấn vào đường link xong thì các bạn ấn vào nút 3 chấm ở trên đây này các bạn này. Đấy. Sau đó các bạn ấn vào mở trong trình duyệt Chrome này các bạn này. Còn nếu mà các bạn nó tự sang Chrome rồi các bạn thì các bạn không cần phải làm bước này nha. Còn nếu mà nó chưa sang Chrome thì các bạn mới ấn vào, rồi các bạn ấn vào mở trình duyệt trong Chrome nha các bạn. Ok. Đó. Thì sau khi mà ấn vào link xong thì nó sẽ được như này. Đây, clean này. Thì các bạn ấn vào đường link này các bạn nha. Link chính cũng được, link phụ cũng được. Link chính là nếu mà link chính bị lỗi thì các bạn ấn vào link phụ nha các bạn. Còn nếu mà link media file mà các bạn tải bị lâu quá ấy, các bạn thì các bạn có thể tải link driver nha. Đây, đến bước này thì các bạn cần phải biết cách vượt link để các bạn lấy clean hack nha các bạn. Thì vừa rồi mình có nói rồi đấy. Đấy, các bạn nào vẫn chưa biết cách vượt link thì các bạn xem video này. Đây. Đó, chưa biết cách vượt link xem video này nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vượt link để mình lấy cái clean delta nha các bạn. Ok, thì vừa rồi mình có vượt link mình lấy clean delta rồi đây, thì bây giờ mình sẽ vào nha các bạn. Ok, mình vào mình hướng dẫn cho các bạn cách ghét cây các kiểu trước nha, sau đó thì mình đi lấy menu script hack nha các bạn. Ok, thì đầu tiên các bạn ấn vào cái nút này để cho cấp quyền cho nó, rồi các bạn nút quay trở lại cho mình. Sau đó thì cái này nó dư như Roblox bình thường thôi nên là các bạn cứ đăng nhập nick như bình thường nha. Ok, sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn vào Roblox như bình thường thôi. À, vào 4 phút như bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ vào, sau đó mình hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn ghét cây. Bởi vì là mấy cái clean hack này các bạn cần phải ghét cây thì các bạn mới sử dụng được, mới các bạn mới dán script thì nó mới hiện lên menu rồi các bạn. Đây, thì đến đây bước này thì các bạn cần phải ghét cây nha các bạn. Ok, ghét cây thì đơn giản thôi. Đây, các bạn menu bật tắt ở đây nha các bạn. Đấy, ấn vào đấy để bật menu lên. Còn các bạn muốn tắt đi thì các bạn nút X ở trên đây. Đó, ok, đơn giản thôi. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn ghét cây nha. Đầu tiên các bạn ấn vào đây cho mình. Đấy, để sao chép đường link ghét cây. Các bạn thấy nó ghi là copy link chưa? Vậy là các bạn đã sao chép đường link ghét cây rồi. Thì bây giờ các bạn thoát game ra, các bạn lên cho mình ứng dụng Chrome để các bạn vượt link. Thì các bạn lấy cây nha các bạn. Ok. Các bạn ấn tab mới cho mình, rồi các bạn lên thanh tìm kiếm. Giữ vào, dán đường link ghét cây vào rồi nút tìm kiếm. Sau đó các bạn đợi một xíu. Đây, đến bước này các bạn đợi 5 giây nha. 5 giây này. Ghét cây nhanh lắm. Ấn vào nút continue cho mình. Sau khi ấn nút continue xong nó sang trang web linh tinh ấy, các bạn ấn nút quay trở lại nha. Ấn lại vào nút continue nha. Đây, nó phải đến cái trang này nó mới đúng nha các bạn. Ok, sau khi ấn vào nút continue xong đến trang này thì các bạn kéo xuống cho mình. Kéo xuống cho mình, ấn vào nút get website cho mình. Sau đó thì nút skip nha các bạn. Nút skip ở trên đây này các bạn này. Còn nếu mà không có nút skip trên đấy ấy, thì các bạn ấn nút skip dưới đây. Sau khi ấn nút skip ở dưới đây xong thì nó sẽ hiện lên cái nút skip như thế này. Thì các bạn ấn nút skip vào trên đây nha các bạn, ấn vào nút skip cho mình. Rồi các bạn ấn 10 giây nha.
Sau khi đợi 10 giây xong thì nó sẽ hiện lên cái nút màu đen như này. Các bạn ấn vào Get Website cho mình, ấn vào cái nút màu đen đấy cho mình. Ok, sau đó các bạn đợi 5 giây này. Sau đó các bạn nút Continue này các bạn này. Nó bị dịch sang cho web listing, các bạn ấn nút quay trở lại này các bạn này. Rồi các bạn ấn nút Continue nha các bạn. Rồi, vậy là có cây rồi các bạn thấy không? Rất là nhanh thôi. Thì bây giờ các bạn ấn nút Copy cây này. Sau đó các bạn vào game thôi. À, các bạn lưu ý là còn một cái bây giờ vào game cái là các bạn là không cần nhập cây luôn nha các bạn. Đây này, các bạn lưu ý cho mình nha, bởi vì là bây giờ mình sẽ vào game trước nha các bạn. Bởi vì là có thi thoảng nó sẽ có một cái cách ghét cây như vậy các bạn. Sau đó thì đấy là thi thoảng thôi, lúc thì nó bắt các bạn ghét cây như vậy, nhưng mà lúc thì nó bắt các bạn ghét cây kiểu khác nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cách ghét cây kiểu khác nha. Các bạn đợi mình một xíu, mình vào game đã. Đây, vậy là các bạn đã ghét cây thành công rồi nha các bạn. Các bạn vào game không cần nhập cây là cây đã tự động nhập luôn cho các bạn rồi. Bây giờ các bạn ấn nút này để thu nhỏ lại. Đó, bây giờ là các bạn đã vào được Clean Delta rồi các bạn. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần lấy thêm cái menu Scratch thì các bạn sẽ sử dụng được menu Hack nha các bạn. Thì các bạn sẽ nó sẽ hiện lên menu Hack các bạn. Còn đây chỉ là Clean Delta thôi. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là nói tiếp về cái vấn đề mà kiểu là cái web ghét cây nó bắt các bạn ghét cây kiểu khác các bạn. Các bạn đợi mình một tí nha. Ok, đây thì mình có quay sẵn một cái video đây rồi. Đó, thì khi mà các bạn ấn nút Continue ấy, thế các bạn, đấy nó sẽ sang cái trang web như này. Đó các bạn thấy không, đây là cái cách ghép cây kiểu khác các bạn. Thi thoảng nó sẽ hiện sang cái web ghép cây kiểu như vậy các bạn. Đấy nên là các bạn lưu ý nhá. Nếu mà các bạn nào bị bắt ghép cây kiểu như này thì các bạn xem video này nha các bạn, thì các bạn biết cách ghép cây kiểu này nhá. Để mình tua lại. Ok, đầu tiên thì các bạn ấn vào nút What are video này cho mình nhá. Đấy, ấn nút What are video này. Đấy, ấn nút What are video đấy. Sau đó các bạn đợi cho mình tầm 15 đến 20 giây nha các bạn. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Còn nếu mà các bạn nào không bị cái ghét cây của này thì các bạn có thể tua video luôn nha các bạn. Tua video đến đến cái đoạn mà mình hướng dẫn cho các bạn lấy menu script nha các bạn. Đây là dành cho những bạn nào mà bị ghét cây kiểu như này thôi, thì các bạn có thể xem video này để biết cách ghét cây. Đấy, đợi 15 đến 20 giây cho mình nha các bạn. Sau khi đợi xong các bạn nút quay trở lại, nó vẫn chưa thành công này các bạn này. Nó vẫn chưa thành công thì các bạn ấn lại được link này cho mình nha các bạn. Ấn lại một quá đài video cho mình. Đấy, rồi các bạn lại đợi tiếp vài giây cho mình, tầm 5 đến 10 giây. Đấy, rồi các bạn ấn nút quay trở lại. Đó, sau khi đợi 5-10 giây xong, ấn nút quay trở lại. Thì nên tím tím như vậy là xong. Bây giờ các bạn ấn nút Unlock Content màu tím bên dưới. Rồi các bạn đợi 5 giây. Sau đó các bạn ấn nút Continue này các bạn ạ. Đấy, ấn nút Continue đấy. Rồi, nó bị dính sang cho cái listing, ấn nút quay trở lại, ấn lại nút Continue. Đó, vậy là có cây rồi các bạn đâu, rất đơn giản thôi. Vào game cái là các bạn chỉ cần dán script là nó hiện lên menu luôn nha các bạn. Thì bây giờ bước tiếp theo, đó chính là một cái bước khá là quan trọng. Đó chính là các bạn đi lấy menu script hack. Các bạn phải có menu script thì các bạn dán vào thì nó mới hiện lên menu hack nha các bạn. Đó, lưu ý cho mình nha. Thì mình lấy ví dụ là mình sử dụng luôn cái bản này cho các bạn luôn, cho các bạn xem luôn nha các bạn. Đầu tiên các bạn ấn vào xuống phần mô tả hoặc là phần bình luận cũng được. Đây, ấn xuống phần mô tả hoặc phần bình luận cũng được. Đây, sau đó các bạn nút đọc thêm này các bạn này. Đấy, thì đây mình có để là menu script hack Brofood trong video này các bạn này. Thì các bạn lại tiếp tục vượt link nha các bạn. Tiếp tục vượt link để lấy menu script nha các bạn. Các bạn nào vừa chưa có cách vượt link thì đấy, vừa rồi mình nói rồi đấy các bạn. Các bạn ở số phần mô tả đây, các bạn xem cái video hướng dẫn cách vượt link này các bạn này. Đấy, ok. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào đường link nha các bạn. Đấy, sau khi ấn đường link xong thì đó, các bạn cứ vượt link như bình thường để các bạn lấy menu script nha các bạn. Ok, sau khi mà các bạn đã vượt link xong thì nó sẽ đến cái trang web như thế này. Đó, đến cái trang web như thế này thì bây giờ các bạn cần phải ấn giữ vào đây. Giữ vào, ấn nút chọn tất cả cho mình nha. Giữ vào, nút chọn tất cả. Đó, lưu ý cho mình phần nút chọn tất cả nha các bạn. Chọn tất cả cho mình rồi nút sao chép nha. À, và các bạn lưu ý một điều là thi thoảng trang web của các bạn nó sẽ bị dịch sang tiếng Việt như này. Đây, bây giờ mình sẽ dịch. Thi thoảng nó bị dịch sang tiếng Việt thì nó sẽ hiện là chuỗi tải trò chơi này các bạn này. Thì các bạn sao chép cái dòng này, các bạn vào game các bạn dán thì 100% nó sẽ không hiện lên menu nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình nha. Nên là các bạn phải nút 3 chấm ở trên đây. Đó, các bạn ấn vào nút dịch. Ấn vào nút dịch, sau đó các bạn ấn vào nút cài đặt ở đây này. Ấn nút bánh răng cưa đấy các bạn. Các bạn ấn vào cho mình không bao giờ dịch trang web này. Đó, vậy thì nó sẽ dịch sang lại tiếng Anh nha các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn vào game các bạn dán sẽ hiện lên menu nha. Bây giờ các bạn ấn giữ vào cho mình, ấn nút chọn tất cả, rồi các bạn ấn nút sao chép cho mình. Vậy là các bạn đã sao chép thành công script. Thì bây giờ các bạn vào game nha các bạn. Vào game để các bạn dán script nha. Các bạn lưu ý là cây của Clean Delta này, một ngày các bạn sử dụng được
À, các bạn một cây các bạn sử dụng cho vòng một ngày nha các bạn, đến ngày hôm sau là các bạn lại phải ghép cây lại nha. Thì ghép cây lại các bạn làm lại tương tự như vừa rồi thôi đấy, đơn giản lắm. Rồi bây giờ các bạn là nút đây nha các bạn, nút đây để chạy script này các bạn này. Đây thì bây giờ dán script kiểu gì, các bạn ấn vào dòng này để dán script, ấn vào cho mình. Thì của mình do là cái bàn phím của mình nó bị dịch lên vậy nên là từ từ để mình thoát ra cho mình. Đây các bạn ấn vào đây cho mình nhá, ấn vào đây cho mình, ấn giữ vào. Do của mình nó bị dịch lên đây này các bạn nên mình sẽ ấn lên đấy. Còn bình thường trên điện thoại của các bạn thì nó sẽ nằm ở dòng dưới đây nha các bạn. Ok, mình sẽ giữ vào này. Sau đó dán. Rồi, sau khi dán script xong các bạn ấn nút thoát bàn phím ra. Đấy, vậy là các bạn đã dán được script thành công rồi. Bây giờ các bạn ấn nút Execute thì nó sẽ chạy vào script nha các bạn. Đấy, nó chạy vào menu hack rồi. Các bạn ấn nút này để thu nhỏ menu lại. Đấy, nó vào menu hack rồi. Đây là cách dán script đầu tiên. Còn cách dán script thứ hai đơn giản hơn. Đó là khi mà các bạn sao chép script rồi các bạn. Đây mình lấy ví dụ này. Khi mà các bạn sao chép script rồi này, ấn nút chọn tất cả, nút sao chép này. Đấy, thì bây giờ các bạn vào game thì các bạn chỉ cần ấn một nút duy nhất. Ấn một nút duy nhất đó là nút này. Là nó sẽ tự động dán cái script mà bạn vừa sao chép nha các bạn. Các bạn ấn vào cái này, mình ấn vào cho các bạn xem này. Là nó sẽ dán cái script mà bạn vừa sao chép rồi các bạn. Đó, vậy là nó sẽ tự hiện lên menu luôn nha. Còn không cần phải ấn nút khác các bạn. Ấn duy nhất một nút thôi là nó sẽ tự động vào luôn menu. Rất là ok luôn. Còn các bạn ấn mà nó không hiện lên menu ấy, một là các bạn làm sai, hai là cái menu đấy không còn hoạt động nên là nó không hiện lên menu nha các bạn. Ok thì bây giờ các bạn có thể là hack được rồi nha các bạn. Ok đấy, các bạn chọn farm các thứ thôi. Đấy, farm xương các kiểu đấy. Vậy là hack thành công rồi, đơn giản vậy thôi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để có thể là tiếp tục ủng hộ mình chia sẻ script và chia sẻ về hack số blog lên trên kênh nữa nha các bạn. Bye bye và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo nha.